xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Sáng sớm ngày 8 tháng 11, bão Sinh Sinh đã đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 trong năm 2024. Hồi 4 giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ vị bắc, 119,8 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 đến km km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 15 km giờ. Hiện nay, các đài khí tượng quốc tế và trong nước có nhận định khá tương đồng về đường đi của bão diên sinh. Theo đó, trong hai ngày tới, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây và tây tây bắc với tốc độ khá nhanh, cường độ suy yếu dần nhưng vẫn rất mạnh. Đến 4 giờ ngày 9 tháng 11, bão số 7 ở vị trí 18,5 độ vĩ bắc. 116,1 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc Biển Đông. Cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía Đông Bắc. Bão mạnh cấp 13 đến cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Khoảng 4 giờ ngày 10 tháng 11, bão số 7 ở vị trí 18,9 độ vị Bắc, 113,4 độ Kinh Đông. Cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330 km về phía Bắc Đông Bắc. Bão mạnh cấp 12 đến cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo phía Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và suy yếu dần. Đến 4 giờ ngày 12 tháng 11, bão số 7 ở vị trí 18 độ vị Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 165 km về phía Bắc. Bão mạnh cấp 11 đến cấp 12, giật cấp 14. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Về khả năng đổ bộ đất liền, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 11 đến ngày 12 tháng 11. Bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ nước ta, tuy nhiên chưa thể nhận định cường độ bão thời điểm đổ bộ. Cơ quan khí tượng cho biết, diễn biến của bão sinh xinh sẽ rất phức tạp, khó lường khi chịu sự tương tác của khối không lạnh, và liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất. Còn tại Philippines, trước khi bão đổ bộ khoảng 17.000 người từ các khu vực ven biển của tỉnh Cagayan đã chuyển đến nơi trú ẩn tạm thời để tránh lũ lụt có nguy cơ xảy ra do mưa lớn. Cục khí tượng địa lý và thiên văn vật lý Philippines, PAGASA cho biết, Cagayan với dân số khoảng 1,3 triệu người có thể chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão din sinh. Bão din sinh có thể đạt cường độ cực đại khi áp sát đất liền Philippines, gió giật hơn 200 km/h. Theo Cục quản lý dịch vụ khí tượng, địa vật lý và thiên văn Philippines, PAGASA bão din sinh đã mạnh lên thêm khi duy trì tốc độ gió tối đa 155 km/h và gió giật lên tới 190 km/h. Cũng có khả năng cơn bão sẽ rời khỏi khu vực trách nhiệm của Philippines, PR vào tối mùng 8 tháng 11. Cảnh báo sóng lớn và gió mạnh đã được đưa ra ở nhiều khu vực của Luzon. Chuyên gia dự báo, cơn bão sẽ tiếp cận phần phía bắc của Cagayan trong thời gian đạt cường độ cực đại. Trong khi đó, theo dự báo mới nhất, bão đang di chuyển theo hướng tây và đi vào biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 16, vùng biển phía đông khu vực Bắc biển Đông sẽ bị ảnh hưởng đến khoảng 7 giờ ngày 9 tháng 11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và hoạt động ở phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 430 km về phía đông Đông Bắc. Bão sau đó giảm cấp và đến 7 giờ ngày 10 tháng 11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa 260 km về phía Bắc Đông Bắc. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Trên đất liền, cơ quan khí tượng thủy văn cho hay, khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10 mm đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Nam Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to với lượng mưa từ 15 mm đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Riêng khu vực Nam Bộ, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. <laughs> dự báo bão, áp thấp mới nhất của cơ quan thời tiết Philippines, Pagasa cho biết, bão Yin Sinh dự kiến áp sát Bắc Luzon, Philippines và có khả năng rời khỏi khu vực dự báo PR của Philippines đi vào Biển Đông trong giai đoạn dự báo. Ngay sau bão diên Sinh, các mô hình dự báo của Pagasa nhận định có hai áp thấp có khả năng hình thành. Hai áp thấp mới gần Philippines có khả năng xuất hiện ở danh giới phía đông của khu vực dự báo PMD của Pagasa. Dự kiến hai áp thấp mới có khả năng mạnh lên thành bão từ mức thấp tới trung bình. Bản tin dự báo của Pagasa nêu rõ áp thấp đầu tiên hình thành ngay khi bão diên Sinh đi vào Biển Đông sẽ xuất hiện ở vùng dự báo TCAD của Pagasa. Áp thấp này dự kiến sẽ đi vào khu vực PR của Philippines. Cùng thời điểm này, áp thấp thứ hai có khả năng hình thành ở phía đông khu vực dự báo TCID của PAGASA. PAGASA dự báo hai áp thấp mới xuất hiện sau bão Yên sinh, tiếp tục di chuyển về phía tây và mạnh lên trong tuần từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 11. Các mô hình dự báo báo áp thấp nhận thấy hai áp thấp gần Philippines có khả năng đi qua phía bắc khu vực dự báo PR, nơi có những điều kiện thuận lợi để hai hệ thống mạnh lên thành bão. Trong đó Áp thấp đầu tiên dự kiến đi qua khu vực Bắc Luzon, Philippines và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 8 ở Biển Đông. Áp thấp thứ hai gần Philippines, dự báo áp sát phía đông Luzon, sau đó chuyển hướng về phía Nhật Bản. Nhìn chung trong giai đoạn dự báo, áp thấp nhiệt đới và bão mới có khả năng ảnh hưởng liên tục tới thời tiết Philippines. Mới đây, trong quá trình thi công cầu dân sinh nối quốc lộ 4C với khoảng 70 hộ dân thôn Lũng Cáng, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã xảy ra sự cố sập cầu. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, bí thư đảng ủy xã Thuận Hòa xác nhận vụ việc trên xảy ra trên địa bàn vào chiều tối mùng 6 tháng 11. Theo ông Hùng, toàn bộ nhịp cầu nối giữa hai trụ cầu Lũng Cáng, bắc qua suối bị sập hoàn toàn. Trước đó ngày mùng 7 tháng 7, cầu Lũng Cáng mới với kết cấu bê tông cốt thép dài 44 m, rộng 3,5 m, trọng tải 10 tấn được khởi công. Kinh phí xây dựng cầu khoảng 3 tỷ đồng do huyện kêu gọi huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và một phần đối ứng của huyện Vị Xuyên. Dự kiến công trình hoàn thành sau từ 3 đến 4 tháng. Đợt mưa lũ ngày mùng 9, mùng 10 tháng 6 đã làm cầu treo Lũng Cáng bị sập, cô lập hơn 70 hộ dân. Hàng ngày, người dân bám theo nhiều cầu gãy hoặc dùng bè qua suối gây mất an toàn. Huyện Vị Xuyên đã kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng cầu mới. Trong lễ khởi công, lãnh đạo huyện Vị Xuyên đánh giá cầu mới khi hoàn thành sẽ phục vụ thiết thực cho các hộ dân của thôn Lũng Cáng lũng buông và nhân dân trong xã. Hiện tại, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường và tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, cây cầu đã hoàn thành hai trụ, đơn vị thi công đang làm nhịp treo qua suối. Thời điểm xảy ra sự cố, nước suối thấp, trời không mưa.